so với những gì mà trong đầu tôi thì thực sự giá cao. Bởi vì một chiếc GLS 450 chính hãng Mercedes-Benz Việt Nam bán thì đâu đó chỉ khoảng 5 tỷ thôi, 4 tỷ 99. Mà đổi động cơ và thêm trang bị này mà bạn mất thêm một chiếc biệt thự nữa, hơn chục tỷ nữa thì tôi thấy nó cũng khủng khiếp đấy. Nó là một cái gì rất khủng khiếp, dã man thật. Xin chào tất cả mọi người. Đối với dòng SUV siêu sang, siêu to khổng lồ hơn 13-14 tỷ thì các bạn sẽ chọn xe nào trong hai xe này? Một là chiếc Range Rover phiên bản SVAutobiography, đặc biệt, rất đặc biệt, hay là chiếc màu trắng này là chiếc Mercedes-Benz GLS 600 Maybach. Chiếc này thì đắt hơn chiếc này, đắt hơn đâu đó cũng không biết được. Chiếc này hơn 13 tỷ, chiếc này đâu đó dưới 16 tỷ. Chính xác là bao nhiêu thì phải thương lượng. Nhưng mà chiếc này đắt hơn. Thì các bạn chọn chiếc nào? Ngày hôm nay anh em mình cùng thử xem là chiếc nào hợp lý hơn nhé. Tôi thì cá nhân tôi, khẩu vị của tôi thì tôi hơi nghiêng về chiếc này một chút. Bởi vì tôi cảm thấy cái chiếc này nó có cái gì đó nó cũng hay hay. Không biết là các bạn nghĩ thế nào. Ví dụ như là bây giờ mình nhìn cái gì trước, chả biết nhìn cái gì trước. Phần đầu xe đi. Nhưng cả hai cùng đẹp các bạn ạ, cả hai cùng đẹp. Chỉ có điều là con này nó vẫn là GLS, nó vẫn là một chiếc GLS thôi. Nhưng nó chưa thực sự có gì khác biệt. Cái khác ở đây là cái mặt ca lăng này. So với bản thường thì nó khác một chút. Đấy. Rồi cái phần cái lỗ ở đây, ở phần cản trước. Đấy, đèn đóm thì vẫn thế, vẫn là multi beam thôi. Nó không khác gì nhiều so với một chiếc GLS bình thường cả. Gần như là một chiếc GLS thường thay mặt ca lăng thôi. Nhưng ở bên trong cái nắp capo thì lại là khác nhá. Động cơ là V8 4.0 EQ Boost. Đấy cũng là một cái mà khác biệt. Và cũng chính vì thế mà cái giá của chiếc xe nó cao hơn là cũng đúng thôi. Đấy, còn bên này thì vẫn là động cơ 3.0. Đó, động cơ 3.0. Nhưng tất nhiên để mà nói là động cơ này có kém hay không thì theo tôi nhận định, tôi đã thử hai chiếc xe này rồi thì không kém tí nào cả. Hai chiếc xe này đi sướng như nhau và nó là sướng nhất trong những chiếc SUV rồi, không phàn nàn gì hơn cả, kể cả chiếc xe này. Hai chiếc xe đều được trang bị bộ mâm lên đến 22 inch, rất là to. Còn để nói mâm nào đẹp hơn thì tôi cũng không dám phán đâu. Nếu là khẩu vị của tôi thì có lẽ là tôi sẽ thích bộ mâm của Range Rover hơn. Ngày hôm nay thì có lẽ là tôi hơi nghiêng về Range Rover một chút đấy. Còn chiếc xe này thì lại có cái trò rất hay là nó nhún nhảy. Thì cái chức năng nhún nhảy đấy để giúp vượt những cái đường bùn đất, bùn lầy. Cũng không phải như các bạn nghĩ đâu nhá. Cũng không phải là rủ bạn gái lên để nhún đâu. Rủ bạn gái thì không cần xe nhún, mình tự nhún được rồi. Đó. Có điều là cái xe Range Rover này thì anh em mình nhìn thấy nhiều quá rồi. Thì rất nhiều ở ngoài đường rồi. Chỉ có phiên bản này là phiên bản đặc biệt thì cái màu này rất lạ, gì khác. Còn cái GLS 600 Maybach thì nó hiếm, đang rất hiếm. Đấy, thì nó cũng là một cái gì đấy nó độc đáo, đúng không? Độc đáo hơn. Đấy, cũng có cả, hai xe đều có cái bậc lên xuống nhá. Đấy. Đấy. Với chiếc xe Range Rover thì anh em mình nhìn nhiều rồi. Đây, ví dụ như phiên bản đặc biệt này tôi cho các bạn nhìn lại một lần. Đây, các bạn ngồi vào đây. Trong nội thất này thì cái ghế đã thay đổi này, màu da rồi họa tiết các thứ, ngồi sướng hơn phiên bản bình thường. Đây là phiên bản nó đã được cá nhân hóa. Đó, đắt đỏ xịn xó hơn. Đấy, còn lại thì không khác thì nhiều. Đúng không? Tắt máy đi, từ nãy đến giờ nổ máy. Tốn pin. Rồi, còn chiếc Maybach, các bạn hãy nhìn nội thất cũng là một cái màu rất là sang trọng. Đó. Đó, bạn nhìn thấy chưa? Đấy, ghế da chất lượng chưa? Đấy, cái này cơ mà. Thấy không? Tóm lại là cũng không phải tự nhiên mà nó đắt đâu. Nó cũng phải gì vào này nọ đấy. Ở trong Maybach này thì còn rất nhiều những trang bị nữa, lát anh em mình vào xem. Đây, ví dụ như hàng ghế phía sau. Hàng ghế phía sau của Range Rover trước đi. Range Rover phía sau thì chúng ta có cái ghế dài, khoang rộng. Rồi có cái khu vực những cái thiết bị tự động nhô ra nhô vào cái thứ kia rất là xịn. Đấy, xịn sò chưa? Còn Maybach thì sao? anh em mình sang xem Maybach. Maybach thì nó lại như thế này. Nó lại như thế này. Đấy. Với tôi thì cái khu con ngựa ở giữa thì tôi lại có vẻ ưa của Range Rover hơn. Đấy, bởi vì nó nhiều gỗ hơn rồi các thứ. Nhưng mà để mà nói là Maybach không đẹp bằng thì cũng không đúng, bởi vì nó cũng rất là xịn. Đây. Ngồi cũng rộng mênh mông luôn. Đó. Vào đây bỏ khẩu trang ra đi. Maybach thì các bạn có thể thấy là khi vào trong xe thì tôi thích nhất là cái hệ thống âm thanh Burmester. Ngập tràn luôn, tất tần tật từ cửa đằng trước rồi trần rồi sau. Rất nhiều loa Burmester, mà loa Burmester trên mẹc nghe chất lượng thật. Khi mà đi lên một chiếc xe và khi các bạn thích âm nhạc, thích thưởng thức, thích thư giãn ấy, thì đúng là có một cái hệ thống loa xịn ấy, nó khác hẳn. Sướng lắm, rất sướng luôn. Rồi, đấy là chiếc Maybach này. Ở đây còn có này, các bạn nhìn này. Này, nếu như Range Rover thì chỗ này các bạn có thể mở bằng cái nút bấm. Còn đây là chúng ta mở bằng tay. Đấy, trong này có ngăn tủ lạnh. Đấy. Với Range Rover thì nó lại để dọc, còn cái này để ngang. Đấy. Tất nhiên cái gỗ ốp ở trên Maybach cũng rất đẹp đây. Cái gỗ ốp ở đây này, huy hiệu Maybach. Gỗ cực kỳ sang trọng luôn, đẳng cấp. Chỗ này thì có một cái tôi không thích lắm là cái khu vực để sạc không dây điện thoại ở đây. Tôi thấy nó nhô ra trông như là cái gì, trông nó hơi vô duyên. Thà nó phẳng ở đây các thứ nó đẹp hơn, để sạc không dây là để ở đây còn hơn. Tự nhiên để ở đây để sạc thì cũng không cần thiết lắm, đúng không? Đây, ấn vào đây xem nào. Đó, mở này lên. Đây cũng có ngăn này, có cái bàn làm việc. Bàn làm việc này thì mở bằng tay thôi, thay vì mở kiểu ấn nút như Range Rover. Thôi mình cũng không cần mở ra làm gì cả. Mình có cái chốt ở đây này. Đấy. Thì thực ra cái mở kiểu cơ này ấy, cũng có cái hay là gì, là nó sẽ không bị hỏng, không bao giờ hỏng. Thì cái mở bằng motor kia thì cũng có những lúc nó bị trục trặc, đấy, đơn giản đấy chứ nhỉ. Nhưng mà công nhận là chiếc xe này giá cao so với những gì mà trong đầu tôi, thì thực sự giá cao. Bởi vì một chiếc GLS 450 chính hãng Mercedes-Benz Việt Nam bán thì đâu đó chỉ khoảng 5 tỷ thôi, 4 tỷ 99. Mà đổi động cơ và thêm trang bị này mà bạn mất thêm một chiếc biệt thự nữa, hơn chục tỷ nữa, thì tôi thấy nó cũng khủng khiếp đấy. Nó là một cái gì rất khủng khiếp, dã man thật. Đó, vậy thôi. Rồi chúng ta lên khoang đằng trước đi để xem chiếc Maybach này như nào. À đây này, cái khu vực để chân này cũng có cái logo Maybach này. Đấy, cũng gọi là xịn sò. Mình lên khoang đằng trước đi, mình xem có cái gì đặc biệt. Đây, ở khoang đằng trước thì chúng ta có cái phần ốp gỗ xịn nhá. Phần ốp gỗ xịn hơn này, xịn hơn những phiên bản thường. Đấy. Còn lại màn hình thì vẫn dùng đấy, tất cả các thiết kế thì vẫn dùng y hệt. Vô lăng cũng ốp gỗ như thế. Đó, cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Chúng ta có nhiều loa Burmester hơn, xịn xò hơn. Có huy hiệu Maybach ở cái chỗ khu vực này để tì. Đó. Còn lại thì vẫn là một chiếc GLS. Đó. Xem đến đây thì không biết là các bạn đã đưa ra quyết định cho mình chọn chiếc xe nào chưa? Có thể comment ở phía dưới để chúng ta cùng được biết, và hãy nói lý do vì sao các bạn lại chọn chiếc xe đó. Còn nếu mà là cá nhân tôi, nếu như tôi có nhu cầu thì rất có khả năng là tôi sẽ chọn một chiếc Range Rover. Bởi vì nó có một cái gì đấy mà tôi thấy có cái sự khác biệt. Còn chiếc xe này thì nó cũng rất nhiều sự khác biệt, nhưng với tôi nó vẫn chỉ là một chiếc GLS thôi. Giá như nó thấp tiền hơn một chút, thì tôi nghĩ là nó sẽ ok. Đó, vậy thôi. Các bạn nhớ ủng hộ chúng tôi bằng cách subscribe và bấm vào nút chuông, chia sẻ video nếu thấy video này hữu ích. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Tôi đeo khẩu trang tiếp đây.